Hello anh em, mình là Kenmo Tool. Ở clip lần trước ấy thì mình có chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách mà lắp lên xe của mình một chiếc đèn pha LED và một cái cây đèn trợ sáng L4. Ở clip lần này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp một cái ổn định điện như này thì để đảm bảo cho cái bình ắc quy này luôn luôn đủ điện để cho anh em đi ở những cái cung đường xa, đường dài mà không bị hết điện, không bị yếu điện, thậm chí không phải đạp nổ nhá. Đó thì dụng cụ của mình chuẩn bị bao gồm một cái dơ le này, một cái T10 hoặc là một cái cale 10 nếu như có. Tất nhiên rồi, không thể thiếu một cái kéo cuộn băng dính. Và ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn một cái cốc nước đó, để tí nữa mình sẽ test cái độ bền của con dơ le này. Khi mình bật điện lên mình sẽ ngâm thẳng nó vào nước này xem là nó có cháy hay không. Thì nhiều anh em thì mình gửi hàng cho thì con dơ le thì chỉ cần rút này là đã ra rồi đó. Và đây nó có cái lỗ thông hống luôn ở đây này, thì anh em cứ sợ nó cháy cứ phải lấy túi ni lông buộc vào hoặc là cuốn thêm băng dính vào. Thì mình có nói là đảm bảo độ bền con này thì mình đã test rất là nhiều, rất là bền, phải nói là vô địch luôn, không sợ nước, IP69 luôn đó, tiêu chuẩn IP68. Thì đây mình IP69, mình thả thẳng vào cái cốc nước này đó, không sợ chập. Tí nữa thì mình lắp hoàn thiện lên xe thì mình sẽ test cho anh em coi. Thì đây thì cái cốp của mình thì mình đã tháo vào rồi, đây là trên xe Jim, cái xe Way Alpha cũng được, thì anh em cũng tháo ở chỗ này ra thì nó sẽ gần con sạc đó. Thì clip trước ấy thì mình có hướng dẫn anh em mà lắp trên xe là mình có dòng từ trên đầu đèn đó, dòng xuống dưới tận cục sạc này. Thì đấy là mình chỉ lắp để hướng dẫn anh em cái cách đi dây thôi. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em trực tiếp lắp lên xe. Thì đây là mình đã tháo cái cốp sẵn ra rồi, đấy, những cái con ốc ở cái cục sạc thì mình đã nới ra rồi đó. Thì tí nữa mình sẽ sờ cái cục sạc, thì bây giờ là anh em sẽ rút cái ổ bình ắc quy ra đó, hơi nặng đó. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ soi vào trong này cho anh em. Mình xin phép là được chuyển cái góc camera ra bên này. Rồi ok, ở trong này cũng phải nói là rất là bẩn. Thường là anh em chỉ rửa xe là rửa bên ngoài thôi, ít khi mình rửa ở trong. Thì bây giờ là anh em sẽ tìm cho mình cái đầu dây. Đây là chuột cắn này. Đó, nguy hiểm chưa? Nhưng mà được cái đây là cái dây mát thì không sợ lắm. Đây rồi. Sau một hồi tìm kiếm, ở trong này nó cũng hơi khó lắp ấy. Nhưng mà khó thì mới có thịt chó ở liên hoan. Đã độ chế thì ngại gì khó anh em nhỉ. Ok, bây giờ là mình đã chích ra. Đó. Mình đã lấy đoạn dây này ra. Thì mình đã cần một con dao để mình rạch ra. Rạch xong rồi tí nữa anh em nhớ để cuốn nó vào nhé. Độ chế là cũng rất là khó đó. Cái xe Jim mình nó hơi khó làm. Anh em làm lưu ý cẩn thận là đứt tay. Cái clip này thì nó cũng hơi lấy cách nên là anh em chú ý theo dõi nhé. Ok đó. Mình đã rạch ra rồi. Tại sao mà mình lại không lắp ở trên đầu mà mình lại lắp luôn ở dưới này? Thì thứ nhất là trên đầu á, như cái clip lần trước mình có hướng dẫn anh em ấy để test cái ổn định điện ấy, mình mà kéo trên đầu xuống cái dây dợ nó rất là lằng nhằng, đi rất là dài đó. Thì tí nữa thì mình sẽ đấu hoàn thiện. Thì bây giờ là tại sao mà mình lại rút cái rắc ở đây ra, tách cái dây này ra, thì anh em có nhìn rõ không ạ? Ở đây có một cái dây nâu này. Ở cái clip trước thì mình có hướng dẫn anh em cái dây nâu ở trên đầu đó. Chính cái dây nâu này ra bóng hậu. Thì khi anh em bật bóng đèn lên là cái bóng hậu nó sẽ sáng. Thì đồng nghĩa với cái việc là cái dây đỏ ở đây trên dơ le này. Đây cục dơ le đấy ạ. Cái dây đỏ trên dơ le này anh em sẽ câu vào cái dây màu nâu này. Cái dây mát anh em có thể bắt ra sườn dí vào con ốc đây cũng được này. Hoặc là anh em sẽ đấu vào một cái dây để mình ngoi ra đã. Bên cạnh cái dây cam đây,
Ở đây có một cái dây màu xanh lá, anh em nhìn rõ không ạ? Cái dây màu xanh lá nhé, chứ không phải là dây màu xanh dương. Dây màu xanh lá chính là dây mát. Hoặc là ở đây mình có cái dây mát này, đó, cắm luôn vào cái rắc này được. Nói chung dây mát rất nhiều dây luôn. Để mình bỏ cái kèm ra. Ok, đây, dây mát ở cái công tắc phanh chân. Đây là dây công tắc phanh chân. Đây là dây mát mô bin sườn. Đây dây mát đen sọc vàng này, dây mô bin sườn. Xin lỗi anh em, mình vừa nói là cái dây công tắc phanh chân. Đây dây công tắc phanh chân nó là dây xanh sọc vàng cơ. Đó, cứ là dây mát là anh em lắp vào. Ok, thì bây giờ là mình sẽ thao tác trên xe.